Yo, hello what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đó mọi nha. Chào anh em, mình là Hải Tặc Tiểu Tử Đường Phố đó các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước và video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscriber channel phát triển nha của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì một ngày cuối tuần anh em. Và cuối tuần này chúng ta có một content dùng chung mới các bạn. Hiện tại thì tôi có cập nhật cho các bạn ở video ngắn tối hôm qua rồi. Nếu các bạn đã chưa xem thì có thể xem lại video ngắn tối hôm qua trên kênh Tiểu Tử Đường Phố để cập nhật thêm về thông tin về việc này. Ở đâu hiện tại thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật trên fanpage xem có thông báo hay là có cái sự kiện gì mới không anh em, trước khi đi quay sự kiện ngày hôm nay và nhập code mới. Ok, chào fanpage nào. Cũng như thông báo anh em, hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại miền Bắc. Hiện tại tôi đang ở Bình Chiều, Khói Châu, Hưng Yên. Nếu như anh em nào ở gần khu vực này có thể comment hoặc là IB trực tiếp Facebook. Nếu được anh em có thể giao lưu nhau, làm một công ly IB cỏ hay gì đấy cũng được, hoặc là có thể cập nhật nhau cho nó biết mà cũng được. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em ủng hộ tôi. Đó, để thông báo qua bạn, nên là hiện tại tôi đang ở về quê, có việc đó là làm cưới em gái, thế nên là vấn đề về cập nhật thông tin và sự kiện bên kênh nó sẽ hơi chậm chế hoặc là có thể hơi muộn tí so với anh em khác, để các bạn thông cảm. Hoàn tất phát quà sự kiện bình chọn Gosu, nhận quà chuẩn Go. Quay có thể phát quà đó anh em. Ngoài code dùng chung thì chúng ta có hoàn tất phát quà sự kiện nhá anh em, thủ lượm này. Đó, rất là ngon luôn anh em, quà sự kiện nữa rất là ngon. Hết rồi anh em. Ủa thế còn code mới ở đâu ta? Qua nhóm qua nào. Ô, quay. Tuần gì thế đồ của mọi người ơi, trời ơi, sao anh em nhanh thế? Ý dành tôi phải kéo bài này được anh em, thấy các bạn nhanh quá. Càng quá. Thì nó game hiện tại thì chưa thông báo gì mới hết anh em, đó nói chung thì chưa bấy nhiêu đâu. Ủa nhưng mà không phải đây thì từ xe nào, nếu không có đây chỉ có khả năng bên nào của nó mà rực kim thôi. 10 tỷ có đe đang 10 tỷ anh em nụm nào. Tiếc nhiên là này tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh anh em. Nếu như ở Hà Nội thì chắc chắn là nhất định tôi sẽ có mặt anh em bằng mọi giá luôn. Thật sự rất là tiếc anh em, chứ này tôi đang ở Hà Nội nhỉ, không có ở đây. Cảnh báo có đe giả đừng nhập. Có đe huyền thoại nhấn giả nói dối làm trái tim tan nát. Huyền thoại hải tặc thì nói dối làm trái tim đau. Để có đe dùng chung mới lại. Ok, vậy là chúng ta có đe dùng chung mới ở đây. Được rồi, về game anh em. Hôm nay thì cũng rảnh rỗi thôi. Tối rồi thì tôi chưa biết làm gì. Tôi định bảo ghé qua nàng này quẩy sự kiện, nhưng mà không ngờ tối nay lại có content dùng chung mới và có quà luôn anh em. Quà thì chắc là video sau tôi sẽ cập nhật thêm bạn. Nói chung là nhà phát hành phát quà rồi anh em. Đó, 2 phần quà gift code cộng với content đấy phải 3 phần quà các bạn. Dối làm tim đau này. Đó, content dùng chung mới đó anh em, là chưa nhập được tranh thủng nước. Ở code này các bạn nhận về được 500 kim cương, 20 thùng bia, 10 cốc bia vàng, 1 belly và 1 FP 72 giờ. 31k kim cương thì chắc là tôi sẽ làm luôn vào bữa cơm Sanji các bạn. Bởi vì bữa cơm Sanji bên anh muốn rất là nhiều. Không biết điều là bao nhiêu, nhưng anh em trước mắt thì tôi cứ phải vào đây đó các bạn. Rồi tính tiếp anh em. Rồi đến đâu thì đến các bạn. 10k 12, 13, 14k 15k 6, gần đủ pool anh em. Một lượt nữa thôi là chúng ta pull được chỗ này rồi. 3 lần nữa anh em, đùa thề cay nhỉ, đúng phải vẫn phải 1 lần nữa anh em. Quà nào. Tiếp theo đụng thêm quà anh em. Lượng pull luôn này, thêm một chút quà. Ai da, 30k kim cương. Cũng sưng sưng nhẹ nhàng các bạn. Ta hiện tại đang có rồi 14,6 à, thiếu đúng 1 điểm nữa thôi là nhận được 150 thùng bia nữa rồi. Số quay thì 476 à. Ok các bạn, tới luôn. Thật sự thời điểm hiện tại dùng cái này vẫn chưa phù hợp, nhưng mà thôi tôi sẽ dùng các bạn. Chúng ta sẽ đi quẩy xung quay cáo cấp 1 phát đã anh em. Rồi ok các bạn, 5 vòng anh em. 5 vòng xung quanh cao cấp. 1 vòng, 2 vòng này. 3. 4. Năm vòng anh em. Nượm qua xương qua. Được ít cục thì các bạn rồi, ok. À đoạn sorry. Chúng ta đi đổi cỏ bốn lá đây anh em. Kìa. Cỏ bốn lá anh em chúng ta đổi được 29 lần. Đúng 29 lần, 145 cốc. Cày nhờ. Ok bạn, 260 cốc bia vàng. Nói chung là kiểu gì mùa này sự kiện các bạn kiếm 100-300 cốc bia vàng nó chắc là không có khó đâu anh em. Quan trọng các bạn có đổi không thôi. Rồi nào. Kobe Zero Capson gang BG. Úi giời En ạ, úi giời hết BG đến En anh em. Đùa. 35 tiếp tục. Uầy, được của nó anh em. Ramato ạ. Cái này ghi nhận. Lại cắt sần gam BG. BG bữa nay thì cũng mọi nối thời, rồi anh em. Off beta đâu rồi. Siru. Thôi cứ kiếm tí làm 50k kim cương con nàng này tiếp là rồi bạn. Con nàng này trước, con nàng lần trước chúng ta mở được 50k kim cương này anh em. Mong rằng lần này sorry các bạn. Mong rằng lần này chúng ta lại có cơ hội kiếm được 50k kim cương treo nàng này lần nữa anh em. Tôi bị dưa máy các bạn không cả. Mang cái đét. Rồi để kiếm Kulo cũng được anh em, Luffy Walo cũng được. Luffy Urugi Chopper Sanji Urugi Big Mom. Ô lâu lắm rồi thích Big Mom anh. Nhưng mà không ra từ mới à. Frankie. Uầy. Hết Ramato Big Mom đến cái đô anh em. Được đấy nhờ. Bén phết này đùa đâu. Một 140 lượt đánh boss anh em. Toàn nước mắt Mancheri ta. Bia. Tổng kết qua anh em. Kéo 5 lần nữa chúng ta được 20 rương kim cương rồi. Ok bạn, xong cho này chúng ta xử luôn nha. Ở luôn nha. Thì tôi nghĩ cho này sẽ đủ đây anh em. Bốn k 6, 5k2, 5k5, 61, 64, 40 thùng. Nãy mình là 240 à, thiếu vẫn 20 thùng nữa các bạn. Vẫn thiếu 20 thùng nữa nó mới khổ các bạn. Trời ơi. Đầu ra 20 thùng đây, lấy 20 rương kim cương về mở đây. Vất vả đây, nghe chừng vất vả đây anh em. Lo qua lô à độn nói là về à đây rồi anh em, đủ rồi. Còn gì bằng đâu anh em. Ok các bạn, 20 rương kim cương. Kính đưa toàn thể anh em, giờ chúng ta sẽ đến với phần chính của video ngày hôm nay, đó là phần test nhân phẩm thật sự của mỗi video này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đây là 20 rương kim cương, bọn chúng ta sẽ chơi 12 phé nha. Phé đầu tiên chúng ta thu về được 7k kim cương. Được các bạn. Mà vẫn hơi ít nha. 5 đi. Nghĩ rồi các bạn. Thôi, mùa này chắc cũng vậy thôi. Biết mà. 7k kim cương các bạn ơi, tất cả những người tôi mở được mùa này ạ. À. Trời ơi, vàng quá. Nên thôi, clip ngày mai thì cũng tạm thời kết thúc đây thôi. Hiện tại thì chúng ta có con đen chúng mới, nhưng mà chưa nhập thì tranh thủ nhập nha. Đó, code dùng chung mới thì cũng đã cập nhật lại video ngắn rồi, và video hôm nay thì cũng cập nhật lại thôi. Nó nói dối làm trái tim đau, anh em mà chưa nhập thì tranh thủ nhập. Clip tôi xin phép kết thúc ở đây. Anh em tiếp theo giờ thì bye bye.